Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Theo nhu cầu của nhiều cô bác và anh chị, sau khi xem cái clip về cái cây chanh tứ quý, cây cây thoát thân cao ấy, thì hôm nay em sẽ quay cái lô cây nhỏ hơn cho cô bác, anh chị và các bạn xem. Mọi người có nhu cầu mua những cái loại chanh như thế này thì liên hệ số 0977516966. Em sẽ gửi tận nhà cho cô bác, anh chị và các bạn nhé. Em đang quay ở đây là cây lô chanh tứ quý, cây sẵn quả này. Cái cây này cao hơn 1 mét. Cái cây này cao hơn 1 mét này. Hiện tại thì cây đang sẵn rất là nhiều quả bé. Cái cây như cái cây hôm trước em quay ấy, cây hôm trước em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn ấy, cái cây đấy thì nhiều quả, cả to cả bé. Nhưng cái lô này thì có quả bé với lại hoa thôi, quả bé với nụ hoa thôi. Cái lô này thì kiểu như nhà em cũng mới nuôi quả ấy, thì thế mà chưa có nhiều quả to. Còn cái lô kia là lô liền chậu rồi, cây đấy rất là lâu rồi. Tuy nhiên là cái chanh tứ quý thì nói chung là lúc nào cũng sai hoa sai quả. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người hai size nhé. Cái size này là size cao từ 1 mét trở lên, 1 mét đến 1 mét 2. Và cây này đường kính gốc thì được 3 phân. Hoành nó vào tầm khoảng 10 đến 11. Hoành nó tầm 10 đến 11 cm. Đó. Này. Nó rất là nhiều quả. Cây rất là nhiều quả luôn. Cây nào cũng thế này. Sai lắm. Cây thì nhà em nuôi ở trong cái bịch vải. Cây thì nuôi ở trong bịch vải. Nhưng cái cây này thì rất là nặng. Cây này thì nhà em chỉ gửi bằng xe khách thôi. Hoặc là xe tải thôi. Tí em sẽ quay một cái size nhỏ hơn, cây đấy là cây chiết. Cây em đang quay này là cây ghép nha cô bác anh chị. Cây này cũng có quả to này, quả to, quả bé và nụ hoa. Tí nữa em sẽ quay một cái size nhà em nuôi chậu. Cái cây đó thì em có thể ship toàn quốc, và kể cả nắng như này thì nhà em vẫn ship được. Tại vì cái cây nuôi chậu thì cây rất là đảm bảo và đủ chất ăn cũng như là đủ nước để vận chuyển đi cho cô bác, anh chị và các bạn tầm 1 tuần thoải mái luôn. Còn cái cây to này thì nó nặng quá, cái tiền ship rất là cao. Và hiện tại thì cái tiền ship mà những cái lô, những cái cây mà nặng ấy thì tiền ship có thể lên đến hơn 200 ngàn. Cây này thì em đang bán là 500 ngàn một cây nha cô bác anh chị. Em đang bán lẻ là 500 ngàn một cây. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn mua nhiều ấy, từ 10 cây trở lên thì cô bác anh chị và các bạn mua từ 10 cây trở lên thì em sẽ lấy là 400 một cây. Đó, còn nếu cô bác anh chị và các bạn mua lẻ thì là 500 ngàn một cây. Cây rất là sai quả. Cây thì cây nào hoành cũng tầm khoảng 10 đến 12. Còn đây, cái đây là cây sai cây chậu nha cô bác anh chị. Đây là cây chiết này. Cây chiết rất là nhiều quả. Đối với cái chanh tứ quý thì các cô bác, anh chị và các bạn cũng biết rồi. Chanh tứ quý thì không chỉ lấy quả đâu mà còn có thể sử dụng lá để mình ăn trực tiếp này, hoặc là mình cho vào lẩu này. Nói chung là cái lá chanh thì có thể dùng được rất là nhiều món ăn. Đặc biệt là cái chanh cực kỳ là thơm. Bác anh chị và các bạn có nhu cầu thì mọi người liên hệ trực tiếp em để mua những cái cây chanh như thế này nhé. Cái chanh này thì em bán 200 ngàn một cây, miễn phí ship từ 2 cây. Chanh này em bán 200 ngàn một cây, miễn phí ship từ 2 cây. 400 ngàn 2 cây miễn phí ship nha cô bác anh chị. Đó. Miễn phí ship toàn quốc ạ. Cây này nhà em nuôi chậu rồi, vì thế mà cô bác anh chị và các bạn về vẫn cứ để trong cái chậu này nuôi được, hoặc là mình có thể thay cái chậu lớn hơn cho nó đẹp. Còn nhà em nuôi ở cái chậu nhựa này,
cây thì sẵn hoa sẵn quả, nói chung là lúc nào cũng có hoa có quả luôn. Lúc nào cũng có hoa có quả luôn. Ui, cây này bé bé thôi, xinh xinh nhưng mà sai lắm luôn này. Đó. Bé bé xinh xinh nhưng mà sai lắm luôn. Nhiều quả. Tuy nhiên là cái chậu nhà em thì nó hơi bé. Nếu cô bác anh chị và các bạn về trồng ra đất hoặc là ra cái chậu lớn hơn đấy, thì cây nó sẽ phát triển nhanh và cành lá của nó sẽ đẹp hơn. Nhà em thì để ở đây với lại cũng kiểu không có mái che, sát đường đi nữa. Vì thế mà cây nó mùa này tầm này thì đang nắng, cây nó cũng phát triển được đẹp lắm. Nói chung là nó không xanh mướt thôi. Nhưng mà cô bác anh chị và các bạn về trồng thì chắc chắn là nó sẽ lớn nhanh và nó sẽ phát triển đẹp hơn rất là nhiều. Sẽ phát triển đẹp hơn rất là nhiều khi mà nhà em để ở thế này. Đó. Những chanh này thì cô bác anh chị và các bạn có thể trồng chậu ở ví dụ ở sân này hoặc là ở những ban công hay sân thượng đều được hết. Nói chung là cô bác anh chị và các bạn trong nhà thì mình trồng với vài cây chanh sẽ rất là thơm, rất là đẹp luôn. Em xin phép được dừng video tại đây nhé. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ. Cô bác anh chị xem kênh mà muốn mua các loại cây giống ăn quả hay là cây công trình như các hoa cây cảnh thì liên hệ số 0977516966 em sẽ tư vấn nhé. Các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ.